Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm trước anh em mình có chia sẻ câu chuyện của hai cha con bán vé số sống tại phòng trọ, đó là anh Thu và bé Tiên 12 tuổi. Thì sau khi chia sẻ câu chuyện lên thì cũng có rất nhiều các luồng ý kiến trái chiều. Thì hôm trước anh em cũng đã cập nhật câu chuyện này rồi và hôm nay anh Thu tiếp tục lên đây có chia sẻ đến mọi người hiện tại giờ là bé Tiên đang ở đâu và có đồng ý sống với ba hay không, hay là như thế nào, người vợ có quay về chăm sóc con với chồng hay không. Kết quả ra sao thì xin mời mọi người cùng đón theo dõi cái câu chuyện hôm nay anh Thu sẽ chia sẻ tất cả nỗi lòng của mình. Sự thật, tất cả mọi thứ sự thật sẽ chia sẻ hết anh ha. Đúng không giấu giếm gì nữa đúng không? Hết. Hôm nay nói hết đúng không? Rồi. Trước khi vào câu chuyện cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi thì hãy liên hệ với anh em có số điện thoại trên màn hình, anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin mời mọi người lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay. Thay mặt anh em trong chương trình kết nối yêu thương. Dạ. Xin chào anh. Dạ, xin chào anh em ạ. Anh giới thiệu cho mọi người biết là mình tên gì, bao tuổi, mình đến từ đâu. Xin chào tất cả bà con cô bác trên cộng đồng mạng và tất cả nhà từ thiện, nhà hảo tâm mà các nhà mạnh thường quân. Đó, em là tên là Lê Minh Thu, sinh ngày 8/4/1975. Em đang là sống ở trọ Biên Hòa, Đồng Nai. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hôm nay thì anh lên đây, anh cũng muốn cập nhật cái tình hình của cha con mình để cho mọi người biết đúng không? Yeah. Rồi thì hôm trước thì theo như anh chia sẻ thì hiện giờ là bé đang ở đâu? Dạ thì nói chung là hôm rồi á, em cũng có một quyết định là muốn giữ con em lại để em lo cho con em luôn. Nhưng vì cái sự của trên bà con của bác trên cộng đồng mạng á, thì em nói chung cũng quá là khổ tâm rồi. Em cũng không còn sức để chịu đựng được nữa rồi. Thì nên là hôm nay em cũng lên là nói sự thật hết ra á, cõi lòng của em để cho em được nhẹ nhõm trong lương tâm rồi em cũng có thể là sống nó vui vẻ hơn. Chứ bây giờ cứ để bà con cô bác rồi cứ suy nghĩ em diễn giải rồi em thế này thế nọ, buông ra những lời cay độc cay đắng cho em thì cũng khổ cho em. Em thì không còn sức để mà chịu đựng mà nghe được những lời như vậy nữa. Nên hôm nay em cũng nói thật sự ra là em cũng đã đưa con em về cho chị em. Nhưng em biết nếu em không lo cho con em thì cuộc đời của em, con của em nó sẽ khổ, rất là khổ rồi đó. Hôm trước anh có ý định là mình sẽ đưa bé con của mình á, lên trên Biên Hòa sống để đi học. Thì hôm nay lý do tại sao mình lại đưa về chị? Dạ vì nói chung là con em á, thì từ cứ lúc mà em bước chân ở tù về á, thì con em nó rất là thương em, quý em. Nhưng em không biết thì sao mà khi em trở về với Long An mà em quay trở về á, thì con em nó lại thay đổi đi một cách 180 độ, nó không còn có là quý mến em nữa. Thì em cũng mong muốn rằng là em lo cho con em nó được ăn học để nó có phát triển trí não nó tốt hơn. Chứ bây giờ nó ở với chị em, mặc dầu chị em thương nó đó, giờ kể như là lo cho nó nhưng mà không lo được tương lai cho nó sau này. Cũng không coi là kể như là dầu có nó có uống thuốc tiên đi chăng nữa, bây giờ nó cũng không thể nào phát triển được là bằng cái là cái con người sống ở thành thị được. Bước ra khỏi cửa nhà thì thấy toàn là rừng cao su, cây cỏ dại được không? Thì làm sao mà nó sống tốt hơn được? Nên là em mới muốn đưa nó về trên này để cho nó đi học. Ngày Chủ nhật thì nó đi bán số với em một buổi sáng, 8-9 giờ là xong hết rồi. Thì em chở nó đi chơi đây đó, tối em đưa nó đi chơi đây đó để cho nó giao tiếp ở ngoài xã hội để coi là nó được tốt hơn. Sau này em không còn sống nữa thì nó vẫn sống tốt. Chứ bây giờ nếu mà em đưa nó về dưới thì em dám bảo đảm rằng 100% rằng cuộc đời của nó sau này rất là sẽ khổ. Vì không được ăn học, không được giao tiếp với xã hội bên ngoài. Thì vùng sâu vùng xa thì chị em có thể là sống đời để mà bảo vệ nó được, bảo bọc cho nó được không? Rồi những khi mà ai đưa bé lên đây thì bé đòi về hay sao? Thì em có đưa lên thì bé lại không chịu, bé cứ đòi về ở với là chị. Nhưng mà vì nói chung là bé cũng quen ở dưới đó rồi. Thì bé cứ đòi về mà giờ thì em đăng lên để cầu cứu bà con với mạnh thường quân để giúp đỡ, là giúp đỡ cho con em chứ còn không phải là giúp đỡ cho bản thân em. Riêng em không bao giờ lên cầu cứu, nếu riêng một mình em không bao giờ lên để cầu cứu để cơ bà con cô bác hay mạnh thường quân giúp đỡ cho em. Mà em lên đây cầu cứu là để giúp đỡ cho con em thôi chứ không phải là giúp đỡ cho bản thân em. Mà có nhiều bà con
suy ngẫm mình suy diễn và có là buông ra những lời cay độc, nói là em là lợi dụng coi là giữ con em lại để coi là trục lợi cho bản thân em. Vậy thì em tự hỏi nếu em trục lợi cho bản thân em thì tại sao em đau em nhất em không lấy tiền đó em uống thuốc mà em lại đưa con em đi khám để coi là lấy cái kết quả để lo cho con em, để chạy chữa cho con em. Thì em thử hỏi bà con cô bác đi, bà con cô bác cũng ai cũng có con có cháu, thì thử hỏi nếu mà nằm trong hoàn cảnh như của em thì bà con có làm giống như em hay không. Có thể các bà con còn có thể làm hơn như vậy nữa, làm nhiều hơn như vậy nữa đối với em nữa, chứ không phải là như em mà đối xử với con em như vậy. Vì em nghèo, em khổ, em không đủ sức để có là nuôi con, không bực lực bất tòng tâm nên em mới lên đây để cầu cứu đến bà con với Mạnh Thường Quân với nhà hảo tâm trong cả nước và trên thế giới để coi là giúp đỡ cho bản thân con em, chứ không phải là lo giúp đỡ cho em. Em cũng còn đâu còn sống được bao nhiêu mà em cũng đâu có thiết tha gì sống cõi đời này có hưởng lạc quan gì nữa đâu mà em phải lo cho bản thân em. Anh bị sao mà bị quá vậy? Em là em bị viêm tủy từ hồi năm 2012 đến 2015 em vẫn được đăng báo được giúp đỡ, thì em chỉ điều trị nó mới phục hồi được có một giò trái thôi, nhưng nó cũng phục hồi chưa được 100% nữa, nó chưa 70-80% thôi. Nếu em không có nạn là em cũng không đi được, còn riêng cái giò phải là không có phục hồi được một chút nào là em hết tiền. Vợ anh có nghe thông tin có về thăm con không? Không, nói chung là từ đó đến giờ là không có, từ hồi em đăng đến giờ là cũng không thấy liên lạc, cũng không thấy nói năng gì, cũng không, phía bên ngoài rồi cũng chưa thấy ai có lên tiếng nói gì hết, cũng không thấy ai hỏi thăm hỏi gì hết. Thì hôm nay em cũng lên nói thật sự, hôm nay là cũng là lần cuối cùng, vẫn là lần đầu tiên em nói ra hết nỗi lòng của em, và em cũng sẽ không bao giờ lên hình nữa vì em đã chịu hết được nỗi rồi. Bởi vì những sự cay nghiệt cay đắng của bà con đã dành cho em là em cũng đã cam chịu để có một số tiền để em đi làm giấy tờ cho con em. Thì hôm nay em dùng những cái đồng tiền đó để em làm cho con giấy tờ cho con em được rồi. Có một số người á là theo như anh nói á, là họ nói là mình lợi dụng hình ảnh con của mình. Dạ đúng để rồi. Để mình lên để mình gọi là xin tiền Mạnh Thường Quân. Xin Mạnh Quân để trục lợi cho bản thân em chứ không phải là lo cho con em. Thì hôm nay cái nỗi lòng của anh thế nào anh cứ chia sẻ để cho mọi người hiểu. Thì em á, em cũng nói sự với bà con cô bác rằng em là với Mạnh Thường Quân với cả hảo tâm, cái số tiền mà các chú các cô các bác và các Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm nó giúp đỡ cho em được mười mấy triệu, thì riêng con em đã đưa cho nó hết một triệu hơn một triệu mấy gì đó để nó bỏ vô ống heo đó. Còn lại là em đã đưa cho chị em mỗi một lần là 1 triệu, 2 lần là 2 triệu, rồi tiền xe của chị em đi lên đi xuống một chuyến đi vậy là 300 mấy chục ngàn, thì chị đi vậy là 2 ngày lên xuống là 4 lần, như vậy là nó đã hết coi là 1 triệu mấy 2 triệu quạt rồi. Thì em còn lại được bao nhiêu đó. Rồi em đưa con em đi kiểm tra cái tai, đi đo điện trợ thính lo cái tai của em bé, thì bác sĩ người ta không chấp nhận là thanh toán mình bảo hiểm nó không chấp nhận, nó kêu cái này là anh khám để làm giấy khuyết tật để cho con nó hưởng bên trợ cấp của nhà nước thì mình phải tự trả tiền 100%, chứ bảo hiểm nó không trả đó. Thì tổng cộng hết tất cả này nọ là cũng là 7 triệu mấy, là tiền xe, tiền ăn uống, tiền công, tiền này nọ. Thì đó, thì nên là cái số tiền mà bà con bên các cô các chú các bác với cái là các Mạnh Thường Quân mà giúp đỡ thì nó không đủ làm đâu, nó thiệt nó không đủ, nên em phải chích cả cái tiền với số của em ra em làm đó. Em chỉ muốn làm để cho con em nó có một cái giấy tờ được hoàn chỉnh để rồi nó được hưởng cái chế độ của nhà nước, để hàng tháng nó cũng có được vài 300 ngàn, nó cũng đỡ hơn. Nhưng thực sự ra nó mới đây là nó chỉ mới được có cái kết quả của là bên bác sĩ là chứng nhận là con em bị điếc tai thực sự. Còn về cái chuyện mà giấy khuyết tật là em còn phải đi làm lại một lần nữa, là để khám tất cả rồi bác sĩ người ta mới kết luận, người ta mới cho một cái kết quả kết luận vô là hả, thì là con em nó mới được là hưởng cái tiền trợ cấp đó được. Chứ còn đây là em chỉ mới có đi làm để lấy cái kết quả đó, rồi em phải về bệnh viện Nhi Đồng của Đồng Nai mình đưa ra, rồi bác sĩ mới cho đi khám tất cả toàn bộ lại, rồi bắt đầu là bác sĩ có kết luận là xong rồi đó, rồi em mới lấy cái hồ sơ đó, em mới đi về xã, em mới làm được cái giấy khuyết tật cho con em để con em được hưởng chế độ của nhà nước.
chứ không phải là chỉ có mỗi mấy cái giấy này không mà là được đâu. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Nên nhiều khi bà con không có hiểu, bà con nghĩ rằng là em trục lợi cho bản thân, nhưng thực sự em trục lợi cái gì? Bản thân em đau nhất em cũng không dám lấy tiền nó ra để uống thuốc. Đầu tóc em cũng không dám cắt, mỗi một lần đi cắt là 5-70 ngàn. Em không dám cắt, em phải để dành tiền để lo cho con em, chứ không phải là gì có là em trục lợi cho bản thân. Em còn gì nữa để trục lợi với bản thân cho em nữa chứ, đâu còn ham muốn khoái lạc gì cái xã hội này nữa mà để trục lợi cho bản thân em. Em lo là lo cho con em tương lai cho nó sau này, vì nó còn trẻ, nó còn nhỏ. Nhưng mà bà con cứ thử nghĩ đi, nếu bây giờ nó trở về nó sống với chị em, mặc dầu chị em thương nó đó, cho ăn cho uống đó, nhưng chị em có lo được cái tương lai cho nó về sau này hay không? Rồi những khi nào chị em mất đi rồi thì cuộc đời của nó sẽ ra sao, trong khi đó nó bệnh điếc rồi bị não nữa, thì thử hỏi cuộc sống của nó sau này không còn chị, không còn ba nó nữa thì mấy hôm nay anh có đi bán vé số không? Thì mấy hôm nay rồi nó cũng bị trời mưa xuống, nó lại đau nhức lên trở lại. Thì em cũng có đi bán nhưng không bán được nhiều, chỉ bán được có 50-60 tờ. Đó. Em cũng không bán được nhiều nữa, này nó quá đau nhất nên cũng không đi được nhiều, nên cũng không bán được nhiều, bán chỉ được có 60 tờ. Thì cũng kiếm được có 60 ngàn thôi, chứ cũng không có phải như mấy bữa trước thì ngày đi bán được 100-100 mấy thì cũng kiếm được 100-100 mấy chục ngàn. Đó. Chỉ cần yêu cầu bệnh của em, yêu cầu chỉ chừng chở trời chở gió một cái thôi là nó rất là đau nhất. Mà em cũng không dám dùng tiền để uống thuốc hay dùng tiền để lo cho bản thân em, mà chỉ để dành lo tất cả cho con em mà thôi. Thì hôm nay em cũng lên nói ra sự thật, cái nỗi lòng của một người làm cha như em, nằm trong cái khuôn khổ nghèo, bệnh tật, nên mới lên đây để cầu cứu bà con, cô bác trên cộng đồng mạng và các nhà hảo tâm, các nhà từ thiện và các mạnh thường quân trong nước và trên toàn thế giới. Hôm nay thì anh nghĩ cái tâm tư nguyện vọng anh như thế nào thì anh hãy trình bày. Thì em á, thì nói thẳng từ trước đến giờ em chỉ có hai cái nguyện vọng. Cái nguyện vọng đầu tiên của em là em muốn con em được ăn học, được biết chữ. Cái nguyện vọng thứ hai là em muốn con em nó có một miếng đất, cũng giống như nói là có một cục đất để chọi chim vậy đó. Thì ở sau này nó có cái tương lai, dù nó có che cái chòi lên ở, nó cũng còn có cái chỗ chui ra chui vào mà không phải lo nghĩ đến cái tiền nhà trọ. Còn bây giờ nếu mà về ở với chị thì mảnh đất đó của chị thiệt, nhưng không phải thuộc quyền hạn của chị, bởi vì đất đó là đất của bên chồng cho. Thì quyền hạn ở bên phía bên chồng, chứ chị em cũng không có quyền nó là cho. Nếu mà chị cho rồi con gái bên dòng họ chồng có chấp nhận không? Vì chị em còn một đứa con gái chưa có chồng, bây giờ cho con em rồi, bây giờ rồi con của chị, cháu của họ ở đâu? Trong khi đó rồi ở thì ở tạm thời, chứ con em nó đâu có tương lai. Rồi một ngày nào đó chị em mất đi rồi nó ở đâu? Rồi cuộc đời nó phiêu bạc lang thang, mang cái căn bệnh điếc lát khờ khạo. Vậy thì cuộc đời của nó nhìn ra ngoài đời như thế nào? Rồi người đời sẽ nhìn nó ra sao? Rồi người ta sẽ hằng chửi hay là ức hiếp hay là hãm hiếp nó, hay là hiếp dâm nó này nọ. Rồi ai là người đứng ra bảo bọc, ai là người đứng ra che chở cho nó? Em làm những gì em làm cũng chỉ vì con em, nên em muốn đưa nó về trên thành phố này để sinh sống với em. Trước là đi học, sau là em đưa nó đi chữa bệnh, cũng nhờ đến bà cộng đồng mạng, bà con cô bác và mạnh thường quân rồi giúp đỡ để em đưa con em đi điều trị bệnh. Thì nó ở với em không quen thiệt, nhưng mà một thời gian nào nó cũng sẽ quen thôi. Chứ không phải là nó ghét bỏ em hoài hoài được. Bé cứ lên đây thì bé nó cứ đòi về, và giờ cuối cùng anh lại chọn phương án. Thì là em á, là quyết định là em nói thôi, nếu mà giờ nó không chịu ở với em thì em thôi, em đành đưa nó về dưới. Chứ giờ em để nó ở trên này mà em bị cộng đồng, trên bà con của bác, trên cộng đồng mạng và nhà có là hảo tâm với nhà có là từ thiện với có là mạnh thường quân đồ là nghĩ sai lệch cho em, là lợi dụng con để là làm bình phong để trục lợi cho bản thân em, thì tội nghiệp cho em. Đó là ác khẩu ác nghiệp cho em lắm.
nên rằng em mới quyết định là em để cho con em về dưới đó. Nhưng em biết em rất là đau lòng, em biết cuộc đời của con em nó sẽ khổ hơn em nhiều rồi đó. Nó về đó là nó sẽ thành là một coi là đứa trẻ coi là sống trong coi là địa ngục tối tăm, bước ra khỏi nhà là chỉ có cao su và cỏ dại rồi, thì làm sao mà cuộc đời của nó phát triển được bằng những đứa trẻ ở thành phố. Nên em rất là khổ tâm và rất là đau đớn. Đây là cái giấy tờ mà hôm trước anh đưa con đi khám. Thì đó là đây là đó, những cái là giấy tờ đó, là con em coi là đi khám từ hồi đó đến giờ đó. Hôm nay đó, bác sĩ vào mới gửi cho em rồi, về rồi. Thì bây giờ để coi là em nó đưa ra để giờ là chứng minh cho bà con cho cô bác ở trên cộng đồng mạng theo mạnh thường quân người giúp đỡ cho em đó, để nhìn thấy đó. Theo như những quý vị khán giả họ có góp ý trong chương trình nhá, thì rất là nhiều đa số là những quý vị khán giả nói là bé đã lớn rồi thì nên cho bé về ở với bà cô hai thì nó sẽ hợp lý và hợp tình hơn. Thì em nhiều cũng khán giả thưa nói với anh như vậy. Thưa bà con cô bác, thưa mạnh thường quân, thưa coi là các nhà hảo tâm và những nhà từ thiện đã từng giúp đỡ cho em, thì cứ thử nhìn lại trên xã hội này, trên thế giới này có biết bao nhiêu người đàn ông nuôi con gái, nuôi con không mẹ không vợ, họ vẫn nuôi bình thường, vẫn sống tốt, vẫn nuôi con ăn học lên tài thành tài, thì tại sao bản thân tôi nghèo khổ bệnh tật như vậy mà tôi vẫn có lòng để lo cho con tôi, thì bà con lại có những bà con lại suy nghĩ rằng là tôi thế này thế nọ với con tôi rồi hãy trục lợi cho bản thân tôi. Thì điều đó bà con hãy suy nghĩ lại đi, bà con cũng có con có cháu, nếu con cháu của mình rơi vào tình cảnh đó thì như không, thế nào. Khán giả người ta không có nghĩ xấu cho anh, nhưng mà ý khán giả kêu là nếu mà đưa bé về ở với bà cô hai á, thì nó sẽ tốt hơn cho bé, chứ không có nói là anh làm gì xấu thì cho nói bé. Chung rằng á, bây giờ bà con chỉ nhìn thấy cái trước mắt nhưng không có nhìn thấy ở cái phía sau. Bà con cứ nghĩ rằng là nó thương, nó về nó vui vẻ. Nhưng thực sự bà con à, bà con cứ thử nghĩ đi, một đứa trẻ mà sống trong rừng rú nó có vui vẻ đến mấy thì nó cũng có thông minh bằng được những đứa trẻ ở thành phố hay không. Mà trong khi đó chị em thì lại là quá khổ rồi. Chồng thì bị bệnh, con á thì còn có là hai ba đứa con đó, rồi nay giờ có cháu nội cháu đồ nữa đó, mà gia đình thì lại rất nghèo khổ. Em không muốn làm một cái gánh nặng cho chị em nữa, chị em đã gánh nặng cho em 7 năm mấy nay rồi, bây giờ em về em cũng chỉ muốn nuôi con để coi là cho chị em coi là bớt đi một cái gánh nặng nào đó, nó vơi đi rớt được một cái gánh nặng. Chứ em không phải là em nói là em tranh giành để nuôi con, để lấy con, để coi là về để trục lợi cho bản thân em. Nếu em làm như vậy thì hả, tại sao hôm vừa rồi có số tiền đó em đi chích thuốc, em mua thuốc em uống như chứ sao em đã lo cho con em, đưa con em đi khám để làm gì. Trong khi đó em đưa về cho chị em nuôi thì chị nó vui vẻ đó, nhưng mà rồi tương lai của nó thế nào rất là tối tăm mù mịt. Nó không thể nào mà nó ra ngoài xã hội này mà nó thông minh hơn được người ta. Thì cũng mắc cái bệnh đó là tai kém nghe. Dạ, thứ nhất, cái thứ hai là theo như giấy chứng nhận của bác sĩ nó là chậm phát triển. Dạ. Thì khi mà chậm phát triển mà để đi học á thì thật sự thì cũng may là biết đọc biết viết là tốt rồi, chứ còn để học cho giỏi cho thành tài thì nói chung là em á thì em không có cần phải nói là con em phải là học thành tài. Thì em chỉ muốn con em nó học nó biết cái chữ và nó được giao tiếp với xã hội để cái não của nó có thể là nó sẽ tốt hơn. Chứ bây giờ về với chị em ở trong rừng rú vậy thì dầu có uống thuốc tiên hay chăng nữa nó cũng không thể bây nào phát triển hơn được. Về chị anh nuôi á thì chị anh có đủ khả năng kinh tế để nuôi bé không? Đó là em nói thiệt, sự thật mà nói là nếu mà chị em có nuôi nó thì cũng chỉ là nuôi ăn, nuôi mặc, chứ còn chuyện học hành cũng không có thể lo được. Mà chuyện bệnh đau ốm đau bệnh tật thuốc thang cho nó chị em cũng không có khả năng để lo. Nên hôm nay em nói thật, hôm nay vẫn là lời cuối cùng, vẫn lời đầu tiên để em cầu xin đến cộng đồng mạng trên xã hội, trên mạng xã hội và cũng là các nhà mạnh thường quân, là các nhà hảo tâm và các nhà từ thiện. Nếu thương xót con em, xin hãy giúp cho con em, chứ không phải là giúp cho bản thân em. Em không dám cầu xin để giúp cho em chỉ cầu xin giúp cho con em thôi. Đó, về đến nơi chỗ chị em ở, đó, để hỗ trợ cho chị em, giúp đỡ cho chị em, đó, để cho con em nó được tốt hơn. Chứ còn không phải là em cần để coi là sự hỗ trợ hay giúp đỡ cho em đâu. Em nói thiệt, vì em cũng không còn sống được bao lâu nữa. Căn bệnh này của em mà không có tiền mà chạy chữa thì nó cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Thì em cũng không còn sống được với con em.
một người làm cha suốt 7 năm không ở bên con à. Em chỉ muốn được ngày tháng còn lại được sống bên con, lo cho con được chút nào, để cho mình được thanh thản lòng trước khi mình có rời đi xa, để cái lòng mình cũng được an thanh thản, chết cũng được nhắm mắt. Ước nguyện của em chỉ có là con em được học hành tử tế và có được một mảnh đất, dầu nhỏ thôi cũng được, nhưng nó cũng là thuộc về của nó, để coi là nó coi là hả, sống sau này nó có cái chỗ cố định hơn rồi để tốt hơn thôi. Thì bây giờ để kết thúc là cái chương trình, là cái tâm nguyện của anh là anh cũng muốn là bây giờ mọi người tiếp tục là giúp đỡ cho con của anh ha. Thì em á, cũng mong rằng bà con cô bác á, thương xót á, giúp đỡ cho con em đi. Đó, cứ về thẳng ngay địa chỉ của cái là không cần thiết điều đó. Đó, nếu mà ai mà có lòng giúp thì người ta sẽ có cách cho anh ha. Chứ còn em thì không phải là em lên đây để cầu cứu, để cầu xin coi là bà con của bác hay mạnh thường quân để giúp đỡ cho em đây không? Thì trước mắt anh em cũng theo cái tâm nguyện của anh thôi, chứ còn anh em thì từ bữa giờ cập nhật câu chuyện này thì anh em cũng đang gọi là tạm ngưng lại để chờ xem coi có ai hỗ trợ hay là có ai như thế nào nữa thì anh em sẽ báo cho anh biết. Nhưng mà hôm nay là anh chủ động anh lên đây anh tìm gặp anh em, thì anh em cũng thực hiện theo cái tâm nguyện của anh là cho anh được nói những cái tâm tư nguyện vọng của mình nhé. Chứ hôm nay anh em không có gọi anh lên đây thì anh cũng đã được nói cái nỗi lòng của mình rồi, thì anh cũng thỏa mãn chưa, mình vui vẻ nói chưa? Nói chung là em cũng trải lòng rồi, đi được nhẹ lòng rồi ha, đi một phần rồi. Nào đó rồi thì trước mắt thì cứ như vậy đi anh. Con ở với chị cô hai thì theo như em nghĩ thì nó cũng hợp lý ha, còn nếu mà ai mà giúp đỡ được thêm cho bé ăn học ăn uống ở kia thì tốt ha. Thì tại vì đa số khán giả người ta góp ý là nên ở với cô hai nhiều hơn thì thôi mình cứ theo, mà cũng là bây giờ anh là cha anh cũng không ép được thì làm sao mọi người ép được đúng không? Đó là quyết định cho anh. Thay anh lên đây thì anh em cũng trích cho em 1.000.000 đồng của một chị khán giả ấy, xin được giấu tên đang ở Đà Lạt nhá. Đã gửi cho anh 1.000.000 thì sau này về cho bé mua sách vở đi học, anh phụ tiền ăn cho bà cô hai nuôi cháu ha. Còn tiếp tục chương trình này chia sẻ lên, nếu mà có ai giúp đỡ hay là có ai muốn như thế nào đó thì anh em sẽ cập nhật tiếp để thông báo cho anh biết. Hôm nay anh lên đây anh có lời nào cảm thì, ơn tới em cũng cảm ơn cái chị mà đã cho em giấu tên đó, em cũng cảm ơn chị rất nhiều và em cũng cảm ơn các anh đã giúp đỡ hỗ trợ và đăng cho em đó. Em cũng thành thực cảm ơn rất là nhiều. Rồi và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã đón theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Thì câu chuyện của anh Thu và bé Tiên ở phòng trọ thì tạm thời đến ngày hôm nay thì nó cũng đã ổn rồi. Bé đã về ở với cô hai, thì cái theo tâm tư nguyện vọng của anh hôm nay đó là cũng mong mọi người giúp đỡ để cho con anh được đi học cũng như là phụ tiền cho cô hai nuôi ha. Đó là tâm tư nguyện vọng của anh nhá. Chứ trong clip này em cũng không nói cái bất cứ điều gì hết, từ đầu clip bây giờ cũng là toàn mình anh chia sẻ thôi. Em không có can thiệp trong clip này nữa. Rồi, hôm nay anh có lên đây có cam kết tất cả những thông tin anh nói là đúng và anh chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình đã chia sẻ thì không? Em chấp nhận là em cam kết là đó là những lời em nói sự thật hết. Rồi anh có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh của anh cũng như con gái anh để chia sẻ lên không gian mạng và cam kết là không gỡ xuống, anh đồng ý không? Dạ, đồng ý. Rồi cảm ơn anh nhé. Rồi thay mặt anh em trong chương trình, em cũng cảm ơn là cả bà con cô bác trên cộng đồng mạng và các nhà hảo tâm, nhà từ thiện và nhà các là mạnh thường quân đã giúp đỡ em vừa qua. Em thành thực cảm ơn rất là nhiều. Chúc bà con cô bác và mạnh thường quân và cả các là nhà hảo tâm, nhà từ thiện luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, là vui vẻ và gia đình luôn luôn hạnh phúc. Rồi thay mặt anh em trong chương trình cũng xin chúc anh và con gái cũng như cả gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay. Một câu chuyện nó cũng để rất là nhiều những cái suy nghĩ, có nhiều cái luồng ý kiến trái chiều, thì mong mọi người hãy để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện nó có cái góc nhìn nó khách quan hơn và nó tốt đẹp hơn. Thì trước khi kết thúc cũng xin nhắn gửi toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình, anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Xin chào ạ. Chưa mua hai lần rồi, hai lần bây giờ lấy thêm hai chai nữa ha. Rồi bà uống rồi bớt chưa chị? Thì uống thấy cũng bớt, tôi thấy khỏe, bữa giờ không có đau chứ. Trước khi chị uống thì cái tình trạng bệnh của mình như thế nào? Trước hay cứng cổ rồi đau vai gãy đó đó, cứng cổ. Rồi, sau khi chị uống xong thì tình trạng nó là sao? Thấy bữa giờ nó cũng không có đau. Đau khớp cổ hả? Đau vai gãy rồi... nói chung là chị đau lưng nữa, nhưng mà hôm bữa tại chị uống thuốc tây á, chị uống mấy ly thuốc tây cho nó đỡ đau á, mà sau rồi giờ chị uống cái này rồi chị thấy là từ bữa giờ chẳng thấy đau lại. Vậy là tốt rồi chị, vậy là hợp thuốc rồi đó. Thì chị uống được mấy ngày thì nó bớt?
Chị uống chai, bắt đầu chai thứ hai á. À, chai thứ hai bắt đầu là nó bớt từ từ đúng không? Rồi, chị uống được 3 chai, gần 3 chai rồi đó. Rồi, vậy là đúng theo cái lộ liệu trình của nó rồi đó. Thì 10 phần thì chị cảm giác nó bớt được mấy phần rồi? Hết 7 phần rồi. Không biết là... bữa có đâu. Vậy biết là bữa có đau lại không? Thì giờ uống thì thấy khỏe đó. Không chị ơi, cái thuốc này là thuốc thiên nhiên nên là nó uống vào thì nó bớt, nó sẽ bền vững chứ không phải là như kháng sinh đâu, chị cứ yên tâm nhá. À, bây giờ lấy thêm 2 chai nữa ha. Rồi uống mà tốt thì giới thiệu giúp em nhá. Rồi em cảm ơn chị, em chào chị. Rồi. Dạ. Yeah.